sợ chưa? Dạ. Chị... Ba nói gì nữa kia dạ? Dạ. Trời. Dạ. Nghe nghe điện thoại trời. Trời. Trời tỉnh không? Dạ. Chưa. Chưa. Bầu. Bầu bầu. Bầu bầu. Có miệng chưa? Trời, nó khôn quá trời luôn. Mà để nghe hoài bộ ba nói gì mình không có biết mà nói cái gì đó. Đèn. Ba nói vàng. Tự nói chuyện luôn đó. Mới có 15 tháng. Ờ, mới 15 tháng đó. Dạ. Nhỏ kìa dạ. Cứ lặn qua lặn lại đứng lặn nữa. Dạ. Dạ, trời đất ơi. Mẹ mẹ xử lý con nhỏ đó đi mẹ. Dạ. Đèn ơi. Xíu quăng lên cho ba coi hai hôm hai. Bầu. Bầu bầu. Bỏ kìa. Rồi cho mẹ mượn coi bố đi tắm chưa. Rồi. Rồi. Bố tắm chưa rồi. Rồi bố lịch sử quá ha. Trời đất ơi. Bố tắm rồi hả con? Alo. Trời ơi một chút xíu nữa mới hai quăng lên cho anh coi nè. Nó tự cầm, nó tự bấm, nó tự cầm rồi nó tự nói luôn. Nó không có dạy, không có gì hết trơn á. Siêu nhiên luôn. Lên đi tắm đi. À, tắm đi xíu anh lên mạng coi nè. Ờ, sao dễ thương dữ vậy trời. Tôi thấy gì mà dạ.